Thưa quý vị, tình trạng ca khúc bị hát sai lời không phải đến bây giờ mới xảy ra, mà ngày càng trở nên phổ biến trong thị trường âm nhạc phát triển sôi động như hiện nay. Và nhiều khi có ý kiến cho rằng hát sai mãi rồi thành quen. Vẫn biết ca sĩ bây giờ chạy show nhiều, ít thời gian để chăm chút cho từng lời bài hát, thế nhưng không thể vì thế mà tự tiện sửa lời bài hát, rồi lại hát sai mà cho rằng đó là đúng. Vậy nên chăng có một chế tài khi ca sĩ hát sai hoặc quên lời? Và để bàn luận về câu chuyện này, phóng viên VTC đã có buổi trò chuyện với nhà nghiên cứu âm nhạc Thụy Kha. Và buổi trò chuyện này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha, rất là cảm ơn ông đã nhận lời để chia sẻ với chương trình Trò Buổi Tối. Có thể nói là những cái chuyện mà quên lời ca hay là hát sai lời thì nó cũng không phải là chuyện mới nữa. Vậy xin hỏi ông là vì sao mà cái tình trạng này nó vẫn tồn tại đến dài đến bây giờ và có thể nói là phổ biến hơn ạ? Tôi cho rằng là không phải là quên lời mà là không thuộc lời, nhưng mà được quên, tức là họ chưa bao giờ thuộc. Và nhất là bây giờ cái thời kỳ mà smartphone nó quá nhiều, cho nên là thậm chí người ta còn lười đứng rồi, tức là họ mà dựa vào smartphone mà trên Google và trên YouTube thì không phải là lúc nào lời cũng đúng. Thế thì nhìn trở lại lịch sử ca hát của Việt Nam thì thấy là ngày xưa là các ca sĩ họ rất nghiêm chỉnh, tức là họ phải thuộc lời, thấm cái tác phẩm thì họ mới thể hiện câu chuyện đó. Thế thì đến cái lúc đổi mới thì là cái thị trường âm nhạc bắt đầu nó sôi động lên, thì càng ngày người ta quan niệm là chỉ cần hát để lấy tiền, cố gắng làm sao hát để tiền, vì họ biết thừa là những cái người mà thuê họ để trả tiền thì họ cũng không biết là chuyện đấy là chuyện rất là bình thường, hát như thế nào thì hát, thậm chí tôi cũng không có nói là còn sai cả nhạc, tức là tác phẩm âm nhạc nó không còn thiêng liêng như ngày xưa, thì rất là nhiều người không có nghiên cứu để mà hát cả. Nhưng ngay cái bài Thiên Thai của Vân Cao rồi, lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan, thì nhiều người hát là chiếc thuyền nan, nó đã khác hoàn toàn. Chiếc thuyền lan đó là một động từ, lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan để trôi đi, nhưng đây là hát trở thành cái chiếc thuyền nan, tức là tả cái thuyền nan. Đây là như là ông Đoàn Chuẩn nhỉ, ông viết trong Thu Quyến Rũ là mây bay về đây cưới trời, mây và trời cưới nhau, thì đây hát là mây bay về đây cuốn trời, mây bay về đây cuối trời đều sai. Nó là do cái người ca sĩ họ không có nghiên cứu, họ phải hiểu tác phẩm đó là cái gì, nó ra làm sao đấy. Thì đấy mới là cái câu chuyện quan trọng. Thì hiện nay tôi cho rằng đấy nó phản ánh một cái điều, tức là chính ca sĩ cũng không tôn trọng cái nghề, làm sao đấy cố gắng có danh xong được mời đi hát cát xê cao và xong không tôn trọng. Thì tất nhiên không phải là tất cả, có những người họ rất tôn trọng, người ta làm dù công xá như thế nào nhưng mà người ta vẫn phải hết lòng với công việc của người ta. Thì cái việc ấy thì hiện nay nó hơi bị thiếu đấy, tôi cảm giác như thế. Vâng, hát sai lời hay quên lời thì không chỉ là không tôn trọng khán giả mà ngay cả với những tác giả thì đó cũng là một sự không tôn trọng, đúng không ạ? Nếu mà cảm thấy khó hiểu thì được hát, tức là khi anh hát tác phẩm anh phải hiểu tác phẩm. Thế còn cái sai thì tôi không thống kê được là nó sai kiểu gì ra làm sao, nhưng nói chung là sai, nói chung là có những cái gì sai đấy. Thế, tất nhiên là cũng có những người thì người ta đã làm những cái việc mà người ta có thể được biểu hiện được cái tác phẩm đó, người ta buộc lòng phải đổi. Ví dụ như cái bài Bóng Cây Cơ Nia thì cái lời của nó là buổi sáng em mới dậy, nhưng mà nếu chúng ta phát âm và với đúng cái nốt đó thì cái chữ buổi đó lại cũng đẹp, thì người ta đổi là trời sáng thì nó rất là được. Thì tôi nghĩ là những cái đấy có thể chấp nhận được đấy. Nhưng nếu như trong rất nhiều trường hợp khác thì những cái sai nó trở thành những ngớ ngẩn, nó không, và cái người ta biết, người ta cũng tức là nói là không thèm chấp, nhưng mà như thế tức là nó rất chán, nó tạo ra một cái không khí mà chúng ta ăn một cái món rất là hổ lố đấy, nó không được như ý. Và điều quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là ca sĩ
phải biết tôn trọng tác giả. Anh khi anh hát bài của người ta anh phải tôn trọng, không những là anh chỉ biết ơn người ta là có bài hát đó. Thế bây giờ ca sĩ nghĩ ngược lại, và nhờ cái tôi hát thì anh mới nổi tiếng. Đó. Chứ không phải là cái gì đâu. Tôi là phải qua cái giọng của tôi thì anh trở thành nổi tiếng được. Thì đấy là một cái câu chuyện nghĩ về cái vị trí nó rất là sai. Trong cái tiến trình ca hát thì nó phải có một cái người đầu tiên sáng tạo, bao giờ cũng là cái gốc. Sau đó đến người phối khí, rồi mới đến người thể hiện. Đấy. Ông có nghĩ rằng là một trong những lý do quên lời này hay sai lời là do là các ca sĩ của chúng ta mãi thể hiện cái hình thức bên ngoài không ạ? Tại vì là nhiều khi khán giả ở dưới cũng không để ý và cũng không biết rằng là sai lời hay quên lời. Đúng rồi. Có nhiều đấy. Cái khổ là bây giờ họ chạy show hát một tác phẩm thì không còn thấy thiêng liêng như trước, không có thời gian để mà thôi. Tôi hiểu cái chuyện đó. Khán giả thì nói chung đa số là hiện tại đến nghe cho nó vui, xong rồi đi về. Nhưng mà có nhiều khán giả họ không dễ dãi, nhưng mà họ cũng không chấp, họ cũng không muốn nói nữa, tại vì họ thấy thôi chẹp miệng cho nó xong. Có một nghịch lý là những cái lời hát sai ấy, thì lại là quá quen thuộc với khán giả rồi, cho nên là khi mà hát đúng ấy, thì mọi người lại nghĩ là hát sai. Ông nghĩ có chuyện đó không ạ? Có những điều sai mà cứ nói nhiều lần thì tự nhiên nó trở thành đúng, thì cái này nó trong trạng thái đó. Và tôi hết sức kêu gọi các ca sĩ là hãy luôn luôn tôn trọng chính mình để khi biểu hiện các bài hát. Thế bây giờ tôi thấy nhiều người là cứ nhìn máy cổ mà họ không cần cả thuộc lời luôn. Cái điều đó nó làm cho những cái người mà hiểu tác phẩm, những cái người mà thụ hưởng cái món ăn đó thì họ thấy nó như ăn phải sạn. Và đấy là một cái điều hết sức là không nên trong cái thời đại ngày hôm nay. Nhất là chúng ta càng ngày càng phải chuyên nghiệp hóa, càng ngày càng phải tiến lên một cái gì đấy để vượt ra khỏi những cái sự trì trệ. Mà tất nhiên nó là do cả hai bên, cái người thuê cũng chỉ cần cho nó xong, và cái người hát cũng chỉ cần cho xong. Họ thiếu tôn trọng cái người nghe. Có những ý kiến cho rằng là khi mà ca sĩ lên sân khấu ý, thì cái quan trọng đó là cái truyền tải cảm xúc đến khán giả. Vì vậy là nếu ví dụ có hát sai một vài từ hay quên thì nó cũng không sao cả. Thì ông nghĩ sao về quan điểm này? Cái đấy thì tôi nghĩ là đấy là sự ngụy biện. Thế thì anh đừng hát đấy. Thế thì truyền cảm xúc thì anh không hát lời luôn. Anh cái lời nó mới thấm vào con người. Ca khúc là lời, âm nhạc là 50% và lời là 50%. Không thể nói rằng là truyền cảm xúc, thế là anh nói thế là anh là siêu nhân. Đấy. Thì là tôi nghĩ là cái đấy mỗi người nên nghĩ lại về mình một chút, và phải tức là luôn luôn tôn trọng cái tác phẩm. Tại vì tác phẩm người ta biết ra là người ta đã ngẫm nghĩ rất là nhiều, người ta mới đi đến cái đó. Vậy theo ông làm thế nào để khắc phục được cái tình trạng này ạ? Tôi nghĩ chả làm nào cả. Bây giờ vấn đề tức là ca sĩ phải tự tôn trọng mình trước. Khi anh mà có nhiều ca sĩ họ làm như thế phải không? Nhưng mà nói chung bây giờ là cái biên độ, tức là cái giải tần mà đi hát biểu diễn sân khấu nó rộng quá. Đấy. Ngày xưa hát vào một bài Ca Hy Vọng chỉ có bà Khánh Vân. Đấy. Thế rồi là hát bài Xa Khơi chỉ có bà Tân Nhân. Bây giờ tất cả đều hát, và chính vì thế người ta mới chuyên sâu. Tại sao người ta chiếm được cái tình cảm của tác giả, của người nghe là vì người ta đã rất là chuyên sâu về vấn đề đó. Có nên ra những cái quy định nào đó để xử phạt với những người mà hát sai lời không ạ? Một cái chính thể và cái gì cũng phải đưa ra phạt, thì đấy là một cũng phải xem lại, có thể là mình bất lực, cái gì cũng đưa ra phạt, thì đấy là một cái câu chuyện nó cùng bất đắc dĩ. Người ta đã đi đến cái đó thì nó quan trọng vẫn phải là người nghệ sĩ đúng không ạ? Đúng rồi. Quan trọng vẫn là nghệ sĩ, và phải có lương tâm của mình, cố gắng tôn trọng chính mình khi thể hiện tác phẩm. Mặc dù giữa rất muôn vàn khó khăn của ngày hôm nay là các bạn phải làm việc rất nhiều, phải chạy rất nhiều, thì hãy cố gắng làm thế nào đó có một cái đầu óc sáng suốt và minh mẫn để mà mang đến cho người nghe những cái tốt nhất của một tác phẩm mình thể hiện.
Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà phê Bình Thị Kha. Và qua đây thì nhiều ca sĩ sẽ phải nhìn lại và rút cho mình những kinh nghiệm để làm sao cho họ có một con đường âm nhạc tốt hơn.